Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nóng 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Diễm Loan và Nguyên Bảo sẽ đồng hành cùng với quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Ban biên tập của chúng tôi luôn cập nhật nhiều tin tức để gửi đến tất cả quý vị kịp thời và thiết thực nhất. Quý vị hãy dành mỗi ngày 30 phút để theo dõi những thông tin mới nhất về tình hình dịch Covid-19, về đời sống dân sinh, an ninh, trật tự, các mô hình nông nghiệp độc đáo của bà con tại khắp các tỉnh miền Tây và trên cả nước quý vị nhé. Và ngay sau đây sẽ là phần điểm tin chính của chương trình. Mời quý vị cùng theo dõi với chúng tôi. Dự báo lũ 2021 ở mức thấp nhưng triều cường có khả năng cao hơn trung bình nhiều năm. Thành phố Cần Thơ đang khẩn trương ứng phó. Thêm gần 3.000 nhân lực y tế chi viện thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Long An, Đồng Nai. Kho hàng vật liệu xây dựng bị trộm liên tiếp đột nhập lấy tài sản. Cùng chuyên mục miền Tây kỳ thú đến thăm và chiêm ngưỡng vườn sứ ánh dương khủng 30 năm tuổi, trị giá hàng tỷ đồng. Thưa quý vị, những ngày qua mưa gió liên tục xuất hiện ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ, đặc biệt là vào chiều ngày 22 tháng 8, lốc xoáy đã làm sập và tốc mái nhiều căn nhà trên địa bàn của huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh cũng ghi nhận có hiện tượng mưa đá khiến cho nhiều người bất ngờ. Mưa lớn kèm theo sấm chớp, gió giật mạnh đã xuất hiện tại nhiều quận huyện thành phố, đặc biệt là tại các tuyến đường Hoàng Hữu Nam, Lâm Viên, thành phố Thủ Đức đã xuất hiện hiện tượng mưa đá. Kích thước hạt mưa đá khoảng từ 0,5 đến 2 cm, mưa kéo dài trong khoảng 10 phút. Giải thích hiện tượng mưa đá, ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng phòng dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, do áp cao cận nhiệt đới lớn Tây đẩy lượng ẩm lớn từ biển về phía đất liền, trong khi áp cao cận cũng tạo thời tiết nắng nhiều, nhiệt độ không khí cao. Với điều kiện nhiệt ẩm cao, không khí có sự bất ổn định lớn, xáo trộn rất mạnh. Dòng không khí chuyển động đi lên dòng thăng, đưa khối mây nóng ẩm lên rất cao, vượt qua tầng đối lưu, càng lên cao nhiệt độ càng giảm. Cho đến mực 0 độ C, hơi nước bị ngưng kết, đóng băng, cơ chế như nước đá. Khi rơi xuống đất, ta thấy các hạt đá gọi là mưa đá. Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, tuần này diễn biến mưa dông bất thường vẫn được theo dõi chặt tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Cũng liên quan đến dự báo thời tiết, ngày 23 tháng 8 2021, Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam cho biết mùa lũ năm 2021 tại đồng bằng sông Cửu Long không lớn nhưng triều cường có khả năng cao hơn trung bình nhiều năm, ảnh hưởng đến các địa phương thuộc vùng giữa và vùng ven biển, trong đó có thành phố Cần Thơ. Dự báo đỉnh lũ năm 2021 ở đầu nguồn sông Cửu Long có khả năng từ báo động 1 đến báo động 2 xuất hiện vào cuối tháng 9 đầu tháng 10 năm 2021. Trong khi đó, mực nước tại vùng hạ lưu sông Cửu Long lên cao do ảnh hưởng của thủy triều. Đỉnh lũ năm nay tại vùng hạ lưu dao động ở mức báo động 2, báo động 3, một số địa phương trên báo động 3. Do đó, các địa phương vùng giữa, trong đó có thành phố Cần Thơ và ven biển cần gia cố hệ thống đê bao, bờ bao để ứng phó với triều cường. Các địa phương đồng bằng sông Cửu Long cũng cần theo dõi những biến động bất thường của thời tiết. Quan tâm hai thời điểm lũ nội đồng là lũ đầu vụ và lũ chính vụ. Lũ đầu vụ cuối tháng 8 đầu tháng 9 năm 2021 sẽ ảnh hưởng đến việc thu hoạch lúa vụ hè thu trong năm, ảnh hưởng hệ thống bờ bao lửng. Lũ chính vụ cuối tháng 9 đầu tháng 10 năm 2021 tác động đến các đê bao, bờ bao bảo vệ các khu vực dân cư, lúa thu đông, rau màu, vườn cây ăn trái. Tại thành phố Cần Thơ, công tác ứng phó lũ kết hợp triều cường cũng được triển khai thực hiện. Qua đó, từ đầu năm đến nay, thành phố đã nạo vét kênh mương, khai thông dòng chảy với tổng khối lượng thực hiện 99.485 m3, đạt 99% so với kế hoạch. Thực hiện nâng cấp gia cố đê bao 641 m3, gia cố sạt lở bờ sông 11,5 km, khai thông dòng chảy 56,3 km, phát quang tầm nhìn 126 km, tổng kinh phí thực hiện 8.333 tỷ đồng do dân đóng góp và các nguồn vốn khác. Bên cạnh đó, thành phố đã triển khai thi công 18 trên 19 công trình thủy lợi, nạo vét các tuyến kênh cấp 1, cấp 2, xây dựng hệ thống trạm bơm. Đến giữa tháng 8 năm 2021, giá trị giải ngân của các công trình trên từ nguồn vốn sự nghiệp thủy lợi đạt 28%, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác cuối quý 3 năm 2021, góp phần bảo vệ sản xuất, khu dân cư trong mùa lũ, triều cường sắp tới. Cũng tại Cần Thơ, vào chiều ngày 22 tháng 8, lãnh đạo thành phố đã tiếp nhận 200.000 bộ kit test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2
và 2 xe tiêm chủng lưu động do lãnh đạo của một doanh nghiệp trao tặng để cùng chung tay phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Hai xe tiêm chủng lưu động này sau khi hoàn thành công tác tiêm chủng trên địa bàn, công ty cổ phần ô tô Trường Hải Thaco sẽ thu hồi để phục vụ các tỉnh thành khác. Tổng kinh phí trao tặng là 34,6 tỷ đồng. Hiện Cần Thơ đang tổ chức chiến dịch xét nghiệm cộng đồng cho toàn bộ người dân trên địa bàn để nhanh chóng khoanh vùng dập dịch. Sự tham gia đóng góp cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 từ công ty cổ phần ô tô Trường Hải Thaco là nguồn động lực động viên rất lớn để hỗ trợ thành phố quyết tâm phòng chống dịch đạt hiệu quả. Với tinh thần vì miền Nam thân yêu, trong vài ngày tới sẽ có thêm 3.000 lực lượng y tế từ các tỉnh thành phía Bắc đã và sẽ đến thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Long An, Đồng Nai để đồng hành phòng chống dịch. Tối ngày 22 tháng 8 đã có 1.800 cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên của một số trường khối ngành y dược đăng ký tình nguyện vào thành phố Hồ Chí Minh. Số này gồm 750 học viên, sinh viên trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai đã có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh trong đêm ngày 22 tháng 8 để sáng ngày 23 tháng 8 tham gia cùng lực lượng lấy mẫu xét nghiệm tại chỗ của thành phố triển khai các tổ lấy mẫu xét nghiệm trong cộng đồng. Cùng đó, Trường Đại học Y Hà Nội cử thêm 250 người, Trường Đại học Dược Hà Nội sẽ cử 200 người, Học viện Y Dược Học Cổ truyền cử 150 người, Trường Đại học Y Dược Thái Bình cử thêm 250 người, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng cử 200 người. Được biết, 8 bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế đã lên danh sách cử 450 đến 500 chuyên gia, bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên vào thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Long An, Đồng Nai để đồng hành cùng với các đồng nghiệp chống dịch. Ngoài ra sẽ có thêm 750 nhân lực y tế thuộc các tỉnh thành cũng đã sẵn sàng lên đường vào Nam để hỗ trợ y tế. Như vậy, cùng với số nhân lực y tế đã huy động cập nhật đến trưa ngày 21 tháng 8 là 14.543 cán bộ, chuyên gia, y bác sĩ, giảng viên, sinh viên khối ngành y đã đến thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương phía Nam. Sẽ có thêm 3.000 các lực lượng y tế đã và sẽ đến thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Long An, Đồng Nai trong đầu tuần tới để đồng hành phòng chống dịch. Quý vị, vào lúc 23 giờ tối qua, lực lượng quân khu 7, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh và Cảnh sát cơ động đã làm lễ xuất quân để hỗ trợ người dân trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Lực lượng sẽ bố trí tại 12 chốt chính, 251 chốt trọng điểm tại thành phố Thủ Đức và 21 quận huyện. Theo Bộ Tư lệnh Thành phố, đơn vị có hơn 30.000 cán bộ chiến sĩ trực tiếp tham gia chống dịch trên mọi mặt trận. Thời gian qua có nhiều cán bộ chiến sĩ mắc COVID-19, nhưng ngay khi khỏi bệnh đã quay trở lại tuyến đầu làm nhiệm vụ. Trước giờ xe, dọc tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ từ quận 7 sang huyện Nhà Bè vắng bóng người lưu thông. Một cảnh sát giao thông cho biết lực lượng quân đội tham gia hỗ trợ sẽ có hoạt động từ sáng ngày 23 tháng 8. Riêng tuyến đường Nguyễn Văn Linh suốt từ 12 giờ ngày 22 tháng 8 đến sau 0 giờ ngày 23 tháng 8, lượng xe tải, xe container vẫn lưu thông nhộn nhịp vào hướng cảng Cát Lái, thành phố Thủ Đức. Trên tuyến đường Hoàng Diệu, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng quân đội Trung đoàn 88, sư 302, quân khu 7 và lực lượng học viện quân y phối hợp cùng lực lượng tại chỗ của quận 4 gồm công an trật tự, cảnh sát giao thông và dân quân đã có buổi phối hợp tuần tra trên các tuyến đường của quận. Được biết, tại địa bàn quận 4 có 117 quân nhân thuộc Trung đoàn 88, sư 302 thuộc quân khu 7 và một số quân nhân thuộc học viện quân y Bộ Quốc phòng điều phối tình hình trật tự trên địa bàn các khu dân cư trong những ngày tới. Liên quan đến dịch COVID-19, vào chiều tối ngày 22 tháng 8, trên địa bàn thành phố Bạc Liêu đã phát hiện một ca dương tính với COVID-19 trong cộng đồng, là nhân viên làm việc tại một công ty tài chính có trụ sở làm việc trên đường Trần Phú thuộc phường 7. Ngay lập tức, lãnh đạo địa phương này đã chủ trì cuộc họp khẩn nhằm triển khai các phương án phòng chống dịch. Người này quê ở thị xã Giá Rai, tạm trú trên địa bàn phường 7, thành phố Bạc Liêu. Theo Sở Y tế Bạc Liêu đánh giá, đây là ca bệnh có yếu tố dịch tễ rất phức tạp, liên quan đến nhiều địa bàn trong tỉnh. Ngay khi phát hiện ca bệnh, các ngành chức năng liên quan tiến hành khoanh vùng, phong tỏa và truy vết các đối tượng tiếp xúc gần để khẩn trương phòng chống dịch. Bước đầu phát hiện có 172 F1, 3 người nghi ngờ dương tính liên quan đến ca F0 này. Tất cả đã được ngành chức năng tiến hành cách ly y tế và đang xét nghiệm tầm soát. Hiện địa phương này đã cho các chốt chặn kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu tạm dừng mọi hoạt động từ 3 giờ sáng ngày hôm nay để xét nghiệm toàn bộ lực lượng này, đồng thời chỉ đạo lực lượng công an, quân sự, biên phòng tăng cường chi viện điều quân đóng chốt thay cho lực lượng của thành phố Bạc Liêu, kiểm soát cấm người và các loại phương tiện ra vào địa bàn thành phố.
Đặc biệt riêng đối với huyện Vĩnh Lợi, cần khẩn trương tiến hành truy vết khi có đối tượng nghi ngờ F0 và chuyển từ áp dụng chỉ thị số 15 trên toàn tỉnh sang áp dụng chỉ thị số 16 ngay sáng ngày 23 tháng 8. Riêng thành phố Bạc Liêu áp dụng 16 cộng, phong tỏa nghiêm ngặt và tạm dừng mọi hoạt động, trừ lực lượng tham gia làm công tác phòng chống dịch chốt chặn kiểm soát. Thưa quý vị, bên cạnh việc đảm bảo lực lượng trong công tác giữ gìn an ninh trật tự và phòng chống dịch bệnh COVID-19, mới đây, Công an xã Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang còn đưa hai người dân bị bệnh đến bệnh viện để cấp cứu kịp thời, bảo toàn mạng sống. Trước đó, khoảng 7 giờ 25 phút ngày 22 tháng 8, trực ban Công an phường Mỹ Thạnh tiếp nhận điện thoại của người dân khóm Đông Thạnh nhờ đưa người thân đi bệnh viện cấp cứu. Do xe chuyên dụng của Công an phường trước đó khoảng 30 phút đã đưa một bệnh nhân khác đi hôn mê đến bệnh viện cấp cứu chưa về kịp. Trong tình huống cấp thiết liên quan đến tính mạng người dân, trưởng Công an phường liền liên hệ Ủy ban Nhân dân phường mượn xe ô tô đang được trưng dụng làm công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, rồi trực tiếp điều khiển cùng với hai cán bộ Công an phường đến nhà người bệnh phối hợp cùng gia đình đưa ông Trần Anh Dũng, sinh năm 1964, đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cấp cứu điều trị kịp thời. Được biết ông Dũng bị bệnh 3 ngày trước, có nhờ bác sĩ đến khám và chữa trị, nhưng đến nay thì ông không nói chuyện được và bị liệt nửa người bên trái. Chuyển sang một số thông tin liên quan đến tình hình an ninh trật tự tại các địa phương. Thưa quý vị, vào sáng ngày 23 tháng 8, Công an tỉnh Vĩnh Long vừa xử lý một đối tượng ngụ tại địa phương đã đăng tải bài viết có nội dung xuyên tạc về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và xúc phạm đến uy tín của lực lượng công an trên mạng xã hội. Trước đó, thông qua công tác kiểm soát trên không gian mạng, lực lượng công an đã phát hiện tài khoản Facebook Giao Nguyên đăng tải bài viết có nội dung xuyên tạc về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và xúc phạm đến uy tín của lực lượng công an. Bài viết đã thu hút rất nhiều lượt xem và tham gia bình luận. Qua điều tra, lực lượng công an đã xác định được Nguyễn Hữu Giáo, trú phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh, là chủ tài khoản Facebook trên nên mời về cơ quan công an để làm việc. Tại cơ quan công an, Giáo đã thừa nhận hành vi sai phạm, gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm. Hiện vụ việc đang được củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Còn tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, công an của địa phương này đã vừa bắt giữ tên đạo chích đã ngang nhiên leo rào vào bên trong trụ sở của ban điều hành dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, dùng kìm cắt khóa cửa và trộm đi hai chiếc xe máy của công nhân đang làm việc tại đây. Theo công an, Nguyễn Thái Phong, 29 tuổi, ngụ xã An Hữu, huyện Cái Bè, là đối tượng nghiện ma túy và đã có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản. Phong khai nhận đêm ngày 31 tháng 7, sau khi uống rượu về đến xã An Hữu, huyện Cái Bè, tại đây Phong đã leo rào vào bên trong trụ sở ban điều hành dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, dùng kìm cắt khóa cửa trộm hai xe máy trị giá hơn 14 triệu đồng. Hai chiếc xe của anh Đặng Đình Phong, ngụ thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương và anh Khổng Minh Đức, ngụ thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, là công nhân công trình cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Sau khi trộm được tài sản, Phong điều khiển xe đến nhà người quen ở xã An Thái Đông, huyện Cái Bè nhờ tìm nơi tiêu thụ và bị bắt giữ. Quý vị biết không ạ, cũng liên quan đến trộm cắp, chỉ trong vòng khoảng 15 phút, một kho hàng của một cửa hàng vật liệu xây dựng tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đã bị trộm liên tiếp đột nhập lấy đi tài sản. Và cụ thể như thế nào, mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Theo hình ảnh camera, khi đó ba người nam chở nhau trên xe máy chạy đến một con hẻm rồi dừng lại. Hai người đứng tại con hẻm cảnh giới, người còn lại đi đến mở cửa một căn nhà. Người này sau đó dắt chiếc xe máy lấy được bên trong ra ngoài, cả ba nhanh chóng rời đi. Không lâu sau, căn nhà trên bị hai người đi xe máy đến vào lấy tiếp một xe máy. Cùng ngày, bà NTM, 54 tuổi, ngụ quận Bình Tân, xác định đoạn clip vụ trộm đăng tải trên mạng xã hội xảy ra vào khoảng 2 giờ 55 phút ngày 21 tháng 8 tại căn nhà nơi bà thuê làm kho chứa hàng hóa vật liệu xây dựng trên đường tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo, quận Bình Tân. Cả hai vụ trộm rất giống nhau cùng một nhóm người gây ra. Cũng theo bà M, giá trị tài sản bị mất trộm là hai chiếc xe máy, khoảng hơn chục triệu đồng. Do tình hình dịch bệnh tại khu vực hiện rất phức tạp nên những ngày qua bà M cùng những người thân trong gia đình chỉ ở trong nhà không ra đường và không tiếp xúc với người ngoài. Do đó, vụ việc mất trộm tài sản bà cũng chưa thể trình báo đến cơ quan chức năng. Đoạn clip sau đó được đăng lên mạng xã hội để nhằm cảnh báo người dân. Còn tại huyện biên giới Hồng Ngự của tỉnh Đồng Tháp, bất chấp lệnh giãn cách xã hội và tình hình dịch bệnh COVID-19,
một người đàn ông ở địa phương này đã lợi dụng đêm tối dùng xuồng gỗ để chở hàng nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam để tiêu thụ và đã bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. Vụ việc xảy ra vào khoảng 18 giờ tối ngày 22 tháng 8 năm 2021 tại xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự. Trong lúc tuần tra kiểm soát tại khu vực ấp Bình Hòa Trung, công an xã Thường Thới Hậu A kết hợp cùng lực lượng biên phòng đóng chân trên địa bàn, phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Nghiêm, 55 tuổi, ngụ tại địa phương, dùng xuồng gỗ bơi từ ấp 3, xã Cơm Sa Bu, huyện Chìm Bô, tỉnh Prey Veng, Campuchia, nhập cảnh trái phép qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định. Qua kiểm tra, trên xuồng gỗ có chở 4 bao đường cát Thái Lan và 100 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu. Hiện công an xã Thường Thới Hậu A đã lập biên bản và đưa đối tượng này đi cách ly tập trung theo đúng quy định, đồng thời kết hợp cùng công an huyện tiếp tục điều tra xử lý. Sáng ngày 23 tháng 8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đang lập hồ sơ làm rõ hành vi vi phạm của một người đàn ông xúc phạm nghiêm trọng đến lực lượng chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh đặt tại ấp Bình Can 2, xã Bình Thạnh. Cụ thể, trước đó, người đàn ông đến chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn gây sự với lực lượng trực chốt tại đây. Lý do vì vợ của ông đi chợ nhưng đang thực hiện chỉ thị số 16, không có giấy đi đường nên tổ kiểm soát không cho qua chốt. Đội trưởng dân phòng Lê Văn Tỷ, phụ trách chốt đã giải thích nhưng người này vẫn liên tục thách thức, chửi bới với những lời lẽ tục tiểu đối với người làm nhiệm vụ. Hiện công an xã Bình Thạnh đang mời đối tượng để làm rõ hành vi vi phạm. Bước đầu xác định người trên tên Đức, 49 tuổi, ngụ xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa. Chiều ngày 22 tháng 8, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Trụ, tỉnh Long An Trương Thanh Liêm quyết định xử phạt hành chính 105 triệu đồng đối với 6 thanh niên tụ tập đông người trong mùa dịch để tham gia đánh bạc ăn tiền. 6 đối tượng đã vi phạm không thực hiện chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19 và còn có hành vi đánh bạc. Trước đó, vào chiều ngày 8 tháng 8, Cảnh sát Hình sự Công an huyện Tân Trụ phối hợp với Công an xã Bình Tịnh cũng đã bắt quả tang nhóm đối tượng trên đang tụ tập đánh bạc ăn tiền tại một chòi hoang. Thưa quý vị, do chạy xe với tốc độ cao và không làm chủ được tay lái, một nam thanh niên chở theo một người bạn ngồi phía sau đã tông thẳng vào tấm tôn ngay chốt kiểm dịch. Rất may mắn là không ảnh hưởng đến tính mạng. Nam thanh niên chạy xe máy tốc độ cao chở bạn ngồi phía sau. Khi vào khúc cua, thanh niên này đã chạy khá nhanh rồi đâm xuyên chốt kiểm dịch được dựng lên để hạn chế người dân qua lại. Chốt được ngăn bằng tấm tôn dày rào với nhau đã hất bật hai nam thanh niên ra khỏi xe. Cả hai ngã ra đất, chiếc xe bị hút văng ra xa. Một thanh niên khác chạy xe máy phía sau đã kịp dừng ngay ở điểm chốt. Sau cú va chạm, một thanh niên dựng miếng tôn lên cao để bạn quay xe rồi dắt qua hàng rào chốt và đi khuất. Hai thanh niên chỉ bị trầy xước nhẹ, không ảnh hưởng tới tính mạng. Trong mùa dịch COVID-19, người dân được khuyên là nên dùng xịt khử khuẩn và nước rửa tay thường xuyên để bảo vệ sức khỏe. Mới đây thì một đoạn clip ghi lại hành động của một người phụ nữ đang dừng đèn đỏ được cộng đồng mạng hết lời khen ngợi. Vậy cụ thể là gì? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Cụ thể, khi dừng đèn đỏ, người phụ nữ ngồi trên chiếc xe máy đã lấy lọ nước khá lớn ra, liên tục xịt lên người từ trên xuống dưới. Chưa dừng lại ở đó, khi thấy có phương tiện khác đi đến gần, người này cũng xịt ra xung quanh một cách vô cùng cẩn thận. Hành động đặc biệt này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý, tò mò của những người bên cạnh. Tài xế ô tô phía sau cũng phải bật cười thích thú. Camera nóng đã vừa ghi nhận một vụ trộm xảy ra tại khu chợ Quang Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội. Tên trộm đã ngang nhiên móc túi một người phụ nữ đi đường, trong khi có rất nhiều người đang qua lại. Thời điểm xảy ra vụ trộm, tài xế xe ô tô phía sau và camera hành trình đã ghi lại toàn bộ diễn biến của sự việc. Theo hình ảnh ghi lại, người phụ nữ đang dừng xe, đứng bên đường mua đồ thì đối tượng mặc áo đen tiến đến gần. Nhanh như chớp, tên trộm đưa tay móc túi người phụ nữ rồi tăng ga bỏ chạy. Ngay sau khi được đăng tải, một số cư dân mạng đã chỉ trích tài xế ô tô thấy họa mà không cứu và cho rằng chỉ cần một hành động bóp còi hay tông nhẹ vào đuôi xe của tên trộm sẽ khiến cho đối tượng dừng tay. Tuy nhiên, số khác cho rằng tài xế đã lưu lại video camera hành trình ghi lại biển số xe của tên trộm gửi cho công an là sẽ bắt được hung thủ. Hành động tông đuôi hay truy hô sẽ tiềm ẩn nhiều hậu quả không ngờ xảy ra.
Thưa quý vị, chi phí bỏ ra để mua trái cây không quá tốn kém đến mức để cho người ta phải bỏ cả danh dự chỉ để ăn cắp một vài quả. Vụ việc sau đây là một ví dụ. Theo đó, một vị khách nam vào cửa hàng mua trái cây. Sau khi mua xong xuôi, anh ta chuẩn bị xếp đồ ra ngoài. Chủ cửa hàng cũng đi vào phía trong, cầm cùi xem xét túi xách. Người đàn ông không dứt khoát đi về. Anh ta ngập ngừng chần chừ ở phía cửa. Sau khi ngó vào bên trong, thấy chủ cửa hàng không để ý, người đàn ông đã nhanh tay chộp thêm trái cây ở quầy, nhanh tay nhét vào túi rồi chạy vội vàng. Quả là một vụ trộm khó ngờ.